Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới cựu Tổng thống Donald Trump. Quý vị, trong cuối tuần qua, đặc biệt là ngày thứ Bảy, thì cựu Tổng thống Trump đã có cuộc rally tại California ở Coachella nằm cách cái khu vực quận Cam khoảng một hơn một tiếng rưỡi lái xe thì sẽ đây là cái nơi được xem là nằm gần Indio tức là nó chỉ còn khoảng chừng một tiếng hai tiếng nữa là tới biên giới của Arizona và quý vị, đây là cái nơi ông Trump đã tổ chức rally. Và đây là cuộc rally mới nhất đầu tiên của ông trong cái mùa bầu cử năm 2024 tại California. Trước đây thì ông xuất hiện đôi ba lần ở California. Tuy nhiên, ông xuất hiện trong các buổi gây quỹ hoặc là gặp gỡ với một số những người ủng hộ cho ông. Lần này là cuộc rally đầu tiên. Và cuộc rally này thì các đài truyền hình thì không có báo cáo nhiều con số chính thức là bao nhiêu người. Tuy nhiên thì trên trang Tru Sô Sô của ông Trump và kể cả các trang Facebook của ông Trump, các đoạn video cho thấy và họ ước lượng gần 100.000 người. Gần 100.000 người đã có mặt trong cuộc rally của ông Trump tại uh, Coachella ở, Ca California. Và quý vị, đây là cái cuộc rally mới nhất của ông Trump. Và cuộc rally này thì uh, ngoài ngoại trừ con số ra, thì người ta chú ý nhất là sau cuộc rally thì cảnh sát mới cho biết là đã có có thể thôi, là một âm mưu ám sát thứ ba nhắm vào ông Trump trong cuộc rally này. Tuy nhiên thì hung thủ và nghi can, nghi can thì đúng hơn, nghi can đã bị bắt giữ sau khi mà bị kiểm soát bởi cảnh sát. Quý vị, chúng ta lướt qua các bản tin trước đi, rồi chúng ta xem coi chưa đầy 3 tuần lễ là sẽ ra diễn ra cuộc bầu cử. Vậy thì còn những biến động nào xảy ra? và đây có phải là âm mưu thứ ba hay không chúng ta sẽ đi vào phân tích xem coi nó có thể âm mưu thứ ba và cũng có thể đó chỉ là một cái đòn thử lửa của những kẻ gọi là tìm cách gọi là sát hại ông trump như vậy trong bản tin thì cả cảnh sát của quận cho biết là có khả năng là một cái âm mưu ám sát thứ ba của ông trump đã bị phá vỡ cảnh sát trưởng của quận riverside là Chad bianco ở california cho biết ông có thể à, à, gọi là nghĩ đây là một cái âm mưu ám sức, sát thứ ba nhắm vào cựu tổng thống trump sau khi ngăn chặn được một người đàn ông trên một đạn kiểm soát và cáo buộc rằng người này đã có những cái à, vũ khí bất hợp pháp và sử dụng một, à, một cái giấy à, nhà, nhà vào trong cái buổi roly giả mạo trong ngày thứ bảy trước 5 giờ chiều thì các cảnh sát đã được bảo được được bổ nhiệm để mà bảo bảo vệ cho cái vấn đề an ninh của ông Trump đã chi, chi tiết và ở tại cái cuộc rally ở Coachella và à, Volley. và trong đó họ đã ngăn chặn được một tài xế lái một chiếc uh, SUV màu đen, người này có tên là Van Mueller, 49 tuổi, à, nửa dặm à, trước cái, cái cổng vào của cuộc rally theo tường trình của thông cáo báo chí của quận Riverside đưa ra. và Mueller đã được phát hiện là đã đưa có những cái khẩu súng bất hợp pháp trong đó gồm một khẩu shotgun, một khẩu súng ngắn đã lên đạn đã lên nòng và có rất nhiều những cái băng đạn theo tường trình và cũng cho biết và ông ta đã sử dụng một cái thẻ ký giả và cái thẻ à, VIP giả và chúng tôi đã ngăn chặn được một cái âm mưu ám sát mới đó là lời phát biểu của Bianco đã đưa ra à, theo tường trình của tờ New York Post và xin cho biết Miller đã được đưa vào sở cao lưu và trong đó thì à, đã được giam ở tại gọi là John Benoit Detent Center và cho cái tội gọi là chứa vũ khí bất hợp pháp và lên đạn bất hợp pháp và ông ta đã được uh, tại ngoại hậu tra ngay ngày thứ bảy với tiền tại ngoại hậu tra 5.000 Mỹ Kim và sẽ xuất hiện tại phiên tòa tại ở tại uh, Indio Lassen Justice Center vào ngày 2 tây tháng 2 năm 2025 đây là cái tin mới nhất và tờ báo uh, USA Today ngay sau đó đã cho biết về lai lịch của Mueller người được xem là đang có âm mưu ám sát với ông Trump. À, thì quý vị chúng ta coi lại lịch cỡ của hung thủ là ai đã. À, xin lỗi quý vị, nghi can là ai đã. Rồi chúng ta xem coi đây có phải là động cơ ám sát hay không và tại sao ông ta làm như vậy. Thì quý vị, đây là cái bản báo cáo của tờ báo USA Today. Những gì chúng ta biết về Van Miller à, đang bị truy tố tội... À, <laughs> sở hữu vũ khí, à, vũ khí bất hợp pháp gần cái rally của ông Trump Người đàn ông này đến từ Las Vegas đã bắt giữ, bị bắt giữ vì đã có những cái súng đã lên nòng và có hàng loạt những cái uh, uh, passport passport uh, trong đó có những cái tên khác nhau và ghi danh chiếc xe này ở tại cái uh, trạm kiểm soát trước cuộc rally của cựu tổng thống Trump ở Nam California vào ngày thứ bảy. Van Miller 49 tuổi đã bị ngăn chặn bởi các nhân viên cảnh sát đặt trách bảo vệ cho cái rally của ông Trump ở cái trạm kiểm soát ở Coachella Valley và phát hiện ra ông ta mang theo súng và một cây súng ngắn đã lên nòng cùng với à, uh, băng uh, nhiều băng đạn và trong đó thì uh, ông trump thì không nằm trong nguy hiểm theo tường trình của cơ quan mật vụ và fbi uh, cũng uh, cũng như là văn phòng bộ tư pháp đưa ra một bản xác mình và việc bắt giữ này diễn ra sau khi có hai âm mưu ám sát nhắm vào ông trump cũ uh, là chính chính thức là ứng cử viên của đảng cộng hòa người thứ hai là Ryan Wesley Root đang bị truy tố hồi tháng 9 về tội âm mưu ám sát ông Trump sau khi ông này bị phát hiện là đã để một cái khẩu súng ở bên ngoài cái hàng rào của cái sân góc của ông Trump gọi là Trump International Golf Club ở, ở, Palm Beach và ông này đã không nhận tội và trước đó thì <laughs> vụ ám sát ông Trump đã diễn ra với những hung thủ có tên gọi là Mark Group hôm 13 tây tháng 7 ở cuộc rally ở tại Berkeley Pennsylvania và người là một trong những người đã uh, đi ra là Cory Capretto đã bị sát hại cùng với hai người khác bị thương nặng và đây là cái bản báo cáo và họ hỏi uh, Vem Miller là ai Miller đã ghi danh bên đảng cộng hòa và có cái mà bằng Master Degree uh, tức là cái bằng Master của trường đại học uh, California Los Angeles theo chương trình của gã uh, Southern California News Group và ông ta đã từng ra tranh cử chức uh, dân biểu tiểu bang ở Nevada năm 2022 nhưng ông ta đã bị thua trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2022 <laughs> thì ông Mueller đã nói với tờ báo gọi là Las Vegas Review Journal là ông ta ra tranh cử bởi vì đất nước này đã bị uh, uh, chiếm đoạt bởi sự chuyên chế và ông ta nói rằng ông ta tập trung vào việc uh, cáo buộc các cái lừa gạt về lá phiếu theo tường trình cho biết và Mueller vốn cũng là một người uh, sản xuất truyền hình và chương trình truyền hình và TV chuyên nghiệp nào, đã có một cái chương trình postcard gọi là Blood Money tức là tiền máu và trong cái cái chương trình gọi là American Happen Network và ông ta là người sáng lập của cái mạng lưới Network này và cái chương trình postcard của chúng ta tập trung vào vấn đề tham nhũng, những vấn đề liên quan tới thuyết âm mưu và những cái uh, chi, uh, chi tiết liên quan tới giới truyền thông dòng chính uh, và uh, Bianco trong ngày thứ bảy cho biết là ông này chiếc xe của ông này đã không có ghi danh và và có một cái uh, license plate tức là một bản số xe tự chế ở trong nhà và ông ta đã sử dụng uh, được, thường được sử dụng những cái này thì thường được sử dụng bởi các thành viên của uh, cái uh, nhóm có tên gọi là uh, công dân chủ quyền phong trào công dân chủ quyền có được gọi là phe uh, uh, cực hữu đây là một trong những cái bản báo cáo của tờ USA đưa ra quý vị như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là sau cái cuộc rally ở tại California thì có thể đây là một ông mưu ám sát thứ ba cái này chỉ là có thể thôi, tại vì uh, Sheriff cho biết họ đã chặn được nhân vật này ngay tại cái checkpoint tức là cái trạm kiểm soát, tại vì uh, kể từ sau cái vụ ám sát lần đầu tiên thì quý vị là các nhân viên mật mũ đã phối hợp với FBI bộ tư pháp và các uh, nhân viên công lực ở các địa phương để mà tạo một cái hàng rào an ninh vững chắc cho cựu tổng thống Trump và cái hàng rào an ninh này thì bao gồm cái phần vòng đai bên ngoài là do các nhân viên công lực phụ, phụ trách và họ đặt những trạm kiểm soát cho bất kỳ một chiếc xe nào vào và họ cho chó k này khám xét tất cả những chiếc xe phải mở trên xe lên tức là cái cớp sau của xe đó phải mở lên và họ sẽ ra soát họ kiểm tra xe trước khi chiếc xe đậu vào cái bãi parking rồi từ bãi parking đó mới đi bộ vào trong cái cổng của cái cuộc rally thì quý vị họ dàn ra cái uh, việc giám sát an ninh này là để bảo đảm an toàn tuyệt đối 100% cho cựu tổng thống Trump bởi vì uh, đám đông quý vị thấy cả trăm ngàn người không ít thì nhiều cũng có những kẻ trà trộn vào có những kẻ trà trộn vào và họ giám sát rất chặt chẽ do đó thì quý vị nhân vật này đã bị trận từ ở uh, cái checkpoint rồi chưa vào tới Bắc Kinh nữa. và cũng chưa vào tới được cái uh, cửa của cái, cái cái nơi mà Raleigh thì quý vị, thì đây cho nên cảnh sát nhận định đây có thể thôi Có thể là một cái âm mưu ám sát thôi Chứ chưa phải là một cái sự xác định chính thức Tuy nhiên, nhân vật này thì bây giờ đã được tại ngoại hậu tra Với cái tiền tại ngoại hậu tra 5.000 Mỹ Kim Bởi vì ông ta bị à, á, cáo buộc là để súng một cách bất hợp pháp Tại theo quy định, quý vị làm chủ cây súng thì có Nhưng, khi mà quý vị để cây súng trên xe Thì nó có những cái quy định khác nhau Theo từng tiểu bang Thì quý vị, tại California là băng đạn phải để riêng. Băng đạn phải để riêng và cây súng để riêng. Không có được để chung và lên nòng. Ông này bị bắt về cái tội cây súng ngắn của ông ta đã lắp băng đạn và đã lên nòng. Đó là vi phạm luật của California. Nếu quý vị để súng trên xe. Nếu quý vị để súng trên xe thì băng đạn để riêng và cây súng để riêng. Thì quý vị, do đó ông này là được tại ngoại hầu tra với những cái cáo buộc đó thì cái ngày ra tòa của ông ta là ngày hai à, năm à, hai tây tháng Giêng tức là qua tới năm tới thì ông ta mới ra tòa cho các cái cáo buộc đối với ông ta tuy nhiên thì à, câu hỏi đặt ra câu hỏi đặt ra đây có phải là âm mưu ám sát thứ ba hay không và tà, và ông ta đã bị chặn ở ngay cái checkpoint rồi quý vị như vậy thì thứ nhất là ông ta có phải là có ý định ám sát ông trầm hay không bởi vì trên quy tắc Ông ta ghi danh bên Đảng Cộng Hòa Ông ta ghi danh bên Đảng Cộng Hòa Ông ta từng ra tranh cử chức uh, Dân biểu tiểu bang Tức là State Assembly năm hai nhưng mà ông ta bị thất bại ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ rồi tức là ngay trong cuộc nội bộ đảng bầu cử là ông ta đã bị thua rồi quý vị năm 2022 và ông ta đã từng nói chuyện về vấn đề uh, một cái chính quyền tham nhũng và những cái trò của đám truyền thông thì quý vị do đó cái câu hỏi đặt ra ông ta có phải là nhân vật ám sát hay không và tại sao trên xe của ông ta lại có súng thì cái này câu hỏi này mình để dành cho cái cơ quan điều tra trả lời ở đây tôi chỉ nhấn mạnh tới cái điều mà những cái giả thuyết được đặt ra xung quanh cái uh, việc mà đe dọa tới tánh mạng của ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump và quý vị bây giờ chúng ta chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi chưa tới 3 tuần hôm nay là ngày 14 tây tháng 10 rồi tức là chúng ta còn hơn 2 tuần nữa là chúng ta bước vào cuộc bầu cử rồi. Có rất nhiều những biến động xảy ra và quý vị đã thấy được là càng tới gần ngày à, bầu cử thì Đảng dân chủ thấy rõ ràng là cái cơ hội ám sát ông Trump càng lúc càng teo lại. Càng lúc càng teo lại rồi, cho nên bây giờ họ tập trung nhiều để làm lớn những cái đề tài của họ và thứ hai là họ tập trung vào hạ viện và thứ ba là họ huy động tất cả những nhân sự được xem là nổi tiếng của đại dân chủ nhảy vào cuộc để vận động cho Kamala Harris. Thì quý vị thấy là chúng ta thấy được còn hơn 2 tuần nữa thôi là cuộc bỏ thì tôi nói rằng là nhân vật này có thể chỉ là một nhân vật gọi là uh, test the water, tức là họ thử cái vòng an ninh sau hai vụ ám sát và nhân vật này thì tôi chưa biết được là ông ta hoạt động một mình hay ông ta chỉ có cái nhiệm vụ là sẵn sàng để bị bắt để đo lường cái mạng lưới an ninh sau khi mà có hai vụ ám sát đối với ông trump bởi vì tôi nói với quý vị trước đây là joe biden đã ký quốc hội đã thông qua cái ngân sách để tăng cường cho cơ quan mật vụ và đồng ý nâng cấp cái việc bảo vệ ông trump lên tương đương với tổng thống thì tôi hôm trước tôi có giải thích quý vị, việc bảo vệ tổng thống nó khác với ứng cử viên và cựu tổng thống như thế nào. Thì đó là những gì mà chúng ta thấy được. Ví dụ, ngày hôm nay thứ hai là ngày 14 tây tháng tháng 10, ngày hôm nay nhân vật số 3 của Hoa Kỳ sẽ có mặt ở California. Thì cái mức độ bảo vệ cho ông thì cũng ở cấp là của ứng cử viên hay là của cựu tổng thống thôi đó là ông Mike Johnson. Mike Johnson ngày hôm nay sẽ có mặt tại California. Đáng tiếc là cái ngày, cái giờ ông xuất hiện 11 giờ trưa. Thì tôi lại phải có cái hẹn với bác sĩ đúng ngày 11 giờ trưa. Cho nên tôi không giữ được, mặc dù đã có cái thiệp mời từ phía của bà Michelle Steele và bên quốc hội. Nhưng mà tôi lại không tham dự được bởi vì đúng cái giờ ông Mike Johnson xuất hiện thì tôi lại cái hẹn của bác sĩ và họ thông báo cho tôi ngày thứ bảy và ngày thứ bảy thì bên bệnh viện, bệnh viện hành chánh không làm việc do đó tôi không dời được cái ngày tái khám của tôi cho cái vụ mà bộ mổ vừa rồi cho nên đành phải chịu thôi tuy nhiên thì có thể có cái cơ hội gặp ông mai johnson trước khi mà ông bay ra khỏi california chưa biết được giờ phút này tôi chưa biết được tuy nhiên khi mai johnson xuất hiện thì có một số con đường xung quanh chỗ của ổng xuất hiện sẽ bị phong tỏa một số thôi tức là cảnh sát sẽ phong tỏa không cho xe cậu đi vào tại vì Mike Johnson là chủ tịch Hạ viện, nhân vật số 3 của Hoa Kỳ. Thì cái cơ quan mật vụ phối hợp với địa phương sẽ bảo vệ cho ông Mike Johnson. Nhưng cái mức độ bảo vệ chỉ nằm ở cái mức đó thôi quý vị. Và ứng cử viên tổng thống hay là cựu tổng thống thì cái mức độ bảo vệ trước đây là ở mức độ đó thôi. Nhưng sau hai vụ ám sát ông Trump thì ông đã được nâng cấp bảo vệ. Thứ nhất thì quý vị thấy trong các cuộc rally những cái tấm kiến và trắng đạn cho ông. Bên nó nó dày cỡ này nè quý vị tức là ông đã được lắp tất cả những cái là tấm kiến trắng đạn và bên cạnh đó thì cái mạng lưới bảo vệ cho ông tối đa bao gồm luôn cả trên trời lẫn dưới đất tức là trên bầu trời khu vực của ông trump xuất hiện là cấm máy bay di chuyển máy bay không được di chuyển ở đó và thứ hai là họ nếu còn cần thiết thì họ sẽ yêu cầu bên bộ quốc phòng cung cấp chiến đấu cơ để bảo vệ toàn bộ cái khu vực này do đó cái mức độ bảo vệ cho ông trump bây giờ là tương đương với tổng thống do đó những cái âm mưu ám sát ông càng khó khăn hơn và quý vị thấy là trước đó chúng ta có những cái bản báo cáo là trước cái vụ này thì là bên phía của à, văn phòng giám đốc tình báo quốc gia báo cáo là phía iran vẫn tiếp tục âm mưu ám sát ông trump và những viên chức dưới quyền của ông trump trước đây trong đó có John Burton, trong đó có Mike Pompeo, trong đó có Mark Expert tức là Mark Esper là cựu quyền bộ trưởng quốc phòng trong cái giai đoạn cuối cùng vài tháng trước khi mà ông Trump rời khỏi nhiệm kỳ thì quý vị những nhân vật này đều nằm trong danh sách ám sát của Iran và Iran đã quyết tâm là tìm đủ mọi cách để làm cho ông Trump thất cử hoặc làm cho ông Trump biến mất nhất là họ trả thù cho cái chết của Qasem Soleimani tên tướng mà ông Trump đã ra lệnh sát hại năm 2020. Thì quý vị, do đó cái việc xuất hiện của nhân vật à, à Mueller này, tức là à, Van Mueller, bị bắt ngay chỗ checkpoint. Chúng ta chưa biết được cái câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên thì ông này chưa bị truy tố chính thức về tội âm mưu mưu sát. Mà ông ta đang bị truy tố tội gọi là à, <laughs> vũ khí bất hợp pháp. Tức là ông ta liên can tới vũ khí để đoàn băng, băng đạn không đúng cách thôi. Thì quý vị đây là cái uh, truy tố mà ông ta sẽ ra tòa vào ngày 2, 2 tháng 1. Thì câu ta, câu hỏi đặt ra là còn có khoảng 2 tuần mấy nữa, hơn 2 tuần nữa là chúng ta sẽ bước vào cuộc bầu cử. Chúng ta sẽ bước vào cuộc bầu cử. Những biến động xảy ra vẫn tiếp tục xảy ra. Vẫn tiếp tục xảy ra và quý vị thấy ông Trump càng tới gần bầu cử thì ông càng nhấn mạnh. Vì tại vì ông đã gác điểm về kinh tế rồi ổng càng nhấn mạnh tới vấn đề di dân bất hợp pháp. Và đặc biệt là thành phần gọi là băng đảng, thành phần buôn ma túy, thành phần buôn người. Thì các vị, những thành phần này cũng không ưa gì ông Trump cả. Do đó, những cái động cơ ám sát này, chúng ta sẽ không biết nó tới từ ngã nào. Nó tới từ những tin khủng bố từ Iran. Nó tới từ những thành phần băng đảng ma túy ở Mexico và băng đảng buôn người. Hay nó tới từ chính nội địa của Hoa Kỳ. Nhưng mà chắc chắn là cái âm mưu này nó sẽ không gạt bỏ cho tới khi ông Trump nhận chức luôn. Nếu ông thắng cử. Tức là nó sẽ còn nhiều biến động lắm quý vị. Tới ngày bầu cử thì chỉ có hai tuần mấy thôi. Chưa tới 3 tuần. Nhưng mà tới ngày nhận chức thì còn mấy tháng. Tới ngày nhận chức thì còn mấy tháng lận. Do đó chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc chắn biến động không lớn thì nhỏ. Một là nhắm vào cá nhân của ông Trump. Hai là nhắm vào gây bất ổn xã hội. Và dường như, như mấy ngày nay, đảng Dân Chủ đã bắt đầu nhìn vào thực tế. Họ đã bắt đầu nhìn vào thực tế sau một cái giai đoạn từ hồi tháng 8, tháng 7, sau vụ ám sát ông Trump và sau khi Joe Biden rút lui, họ đã nỗ lực tung tiền ra để mà cổ vỏ lăng xê, thực hiện những cuộc thăm dò cho thấy Kamala Harris, đẩy cái số điểm Kamala Harris lên. Nhưng bây giờ, họ bắt đầu nhìn vào thực tế là họ underdogs. Tức là họ nhìn vào thực tế là họ thấy cái cơ hội thắng của Kamala Harris quá mong manh so với Hillary Clinton vào cái năm 2016 và trước đó mặc dù đã đã kích ông Trump nhưng mà Hillary Clinton cũng nói một câu là chúng ta sẽ có những bất ngờ cái kết quả trong tháng 11 là chính bà ta thú nhận là đừng underestimate cái khối cử tri ủng hộ cho ông Trump thì quý vị đảng dân chủ bây giờ họ đã phiêu được là Kamala Harris không còn cửa thắng. Thứ nhất là họ không có một cái gì khác biệt với chính quyền Joe Biden bây giờ. Thứ hai, tức là cái 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 phương cách điều hành quốc gia và cái chiến lược sắp tới. Thứ hai là quý vị, gần như là Kemala Harris chỉ là một con bù nhìn, được thổi lên thôi. Bà ta không có đủ bản lãnh khả năng. Và trong những lần xuất hiện, bà ta tới giờ giờ phút này không dám có một cuộc họp báo. Bà ta chỉ chọn những cái cơ quan truyền thông thân thiện với mình để phỏng vấn. Và chính vì điều này dẫn tới một cái hậu quả lớn. Vừa rồi quý vị thấy cái cuộc phỏng vấn của bà ta trên chương trình sixty Minutes của CBS. Họ đã đánh tráo câu trả lời của bà ta. Họ đã thu hình lại và đánh tráo câu trả lời của bà ta. Và hành động vô đạo đức này đang bị rất nhiều giới truyền thông dòng chính. Kể cả bên cánh tả luôn. Kể cả bên cánh tả luôn. Và kể cả bên cánh hữu luôn. Họ đang đòi hỏi đài CBS là phải có một cái thái độ để khẳng định lại cái tính chất thiên liêng của ngành ký giả là không thể đánh tráo và không thể có những hành động vô đạo đức như vậy. Thì quý vị, chứng tỏ là Kamala Harris chỉ là một con cờ bù nhìn trong tay của những kẻ cực tả đang tìm cách giành chiến thắng thôi quý vị. Do đó, tất cả những thành viên lớn của đảng Dân Chủ bây giờ phải nhào xuống hết. Từ Hillary, Bill Clinton cho tới kể cả gia vợ chồng của Obama và Michelle Obama đều nhảy xuống và tìm cách vận động cho bà ta. Tuy nhiên, họ biết cái nỗ lực này là cái nỗ lực chỉ nhắm vào một thiểu số rất nhỏ khối phiếu chưa quyết định thôi cái khối phiếu chưa quyết định này cái thiểu số rất nhỏ còn lại tất cả những cử tri ghi danh họ đã định sẵn rồi họ không thay đổi ý kiến nữa hai tuần mấy nữa sẽ không có thời gian cho họ để mà họ phải suy nghĩ thay đổi lá phiếu của mình là ai chuẩn bị bầu cho ai đã xong rồi quý vị trong đầu của cử tri họ đã xong rồi Do đó chỉ còn có cái thiểu số rất nhỏ, tôi có thể nói rất nhỏ là chưa quyết định. Chờ tới ngày bầu cử họ mới quyết định là bầu cho ai. Thì thiểu số này không lớn. Tôi nói thẳng luôn, thiểu số này không ảnh hưởng tới toàn bộ kết quả bầu cử chức tổng thống của Liên bang. Thì bây giờ những nhóm này họ nhảy xuống. Trên quy tắc thì họ vận động cho bà Kamala Harris. Nhưng trên thực tế họ đang tìm cách giành lại quyền đa số tại Hạ Viện. Đây là cái chỗ duy nhất mà họ có cơ hội thắng. Tại vì trên sàn thượng viện tôi có trên sàn quốc hội tôi đã cắt nghĩ cho quý vị trong cái trong cái chương trình trước là bên thượng viện năm nay là đảng dân đảng cộng hòa gần như nắm chắc 78% là họ flip họ thay đổi cái quyền đa số rồi. Tức là đảng cộng hòa sẽ nắm được thượng viện. Bởi vì các cái ghế bị của đảng dân chủ nắm bây giờ có thể lọt vào tay của đảng cộng hòa ở Montana, Ohio và West Virginia. Do đó đảng dân chủ thấy không còn cơ hội. Để nắm quyền đa số ở thường viện Họ tập trung vào hạ viện nhiều hơn Tại vì hạ viện đảng Cộng Hòa chỉ gác có 8 ghế thôi Do đó ở những tiểu bang Blue State Từ New York qua tới California Thì các tiểu bang này là các tiểu bang lớn Họ trong đó có những dân cử dân chủ Chiếm đa số Nhưng vẫn có ghế của những dân cử gốc Cộng Hòa Ví dụ như bà Michelle Steele ở California Bà là Cộng Hòa dân Kim cũng là Cộng Hòa Thì quý vị đảng Dân Chủ dồn tiền lật những cái phiếu này và lật những cái khoa, cái ghế này đặc biệt là quý vị thấy, thấy trong thời gian gần đây ngay trong cộng đồng ở quận cao là đa, đa, số vẫn ủng hộ cho đảng cộng hòa nhưng vẫn còn cái đám dân chủ và đặc biệt cầm đầu bởi một đa nhóm nghệ sĩ là đi vận động cho đối thủ của bà Michelle Steele là Derek Trump. Thì quý vị thấy là đảng Dân Chủ năm nay họ bung tiền rất nhiều. Họ bung tiền rất nhiều để họ lấy Hạ Viện. Tại vì Hạ Viện đảng Cộng Hòa gác có 8 ghế thôi. Rất là mỏng manh, con số rất là mỏng manh. Do đó quý vị, họ tràn xuống trên danh nghĩa, họ mượn danh nghĩa là ủng hộ cho Kamala Harris. Nhưng mà trên thực tế, họ tìm cách ủng hộ cho những ghế hạ viện. Và quý vị thấy trong mấy ngày qua, <laughs> tờ Washington Post không ai khác hết đã phanh phui ra việc mà nói rằng là nhân viên của Joe Biden ở tòa Bạch Đốc đang tìm cách phá chiến dịch tranh cử của Kamala Harris và ngày hôm qua thì chiến dịch tranh cử của Kamala Harris đã gặp các viên chức của tòa bạch ốc, có nghĩa là giữa Joe Biden và Kamala Harris không những là có khoảng cách, đã bắt đầu có sự đối lập. Gia đình của Joe Biden cho rằng Kamala Harris là kẻ đâm sâu lực và cướp đi cái uh, cơ hội của Joe Biden tái tranh cử lần thứ hai. thì quý vị những cái những cái gây gắt này nằm trong nội bộ đảng chủ và nó tác động bên ngoài, nó dùng tất cả những cái uh, những cái tin tức để che đậy những cái rối rắm nằm ngay trong đảng dân chủ do đó quý vị cái việc mà âm mưu ám sát lần thứ ba này được cả sở cảnh sát Riverside đưa ra thì quý vị chúng ta có thể nói rằng có thể là âm mưu ám sát thứ ba thôi tại vì cái nhân vật này cái lai lịch nó nó à, phức tạp nó phức tạp là bởi vì ông ta ghi danh bên đảng hòa ông ta từng là ứng cử viên chức à, dân biểu tiểu bang năm 2022 ông ta lại phụ trách về sản xuất các nội dung của tv phim và podcast <laughs> tức là ông ta là một kẻ không phải là một kẻ khùng điên đâu mà ông ta lại tốt nghiệp master nữa tốt nghiệp bằng master tại trường đại học ở california do đó nhân vật này không phải là cái nhân vật được xem là khùng điên giống như hai nhân vật trước nhân vật này là có động cơ nhưng mà mình chưa biết động cơ của nhân vật này như thế nào có điều nó đang báo hiệu cho thấy sinh mạng ông Trâm vẫn bị đe dọa mỗi giờ đồng hồ, mỗi ngày. Tới mức mà quý vị thấy là cơ quan mật vụ thường rồi yêu cầu ông Trump trong từ đây cho tới ngày bầu cử, ông là Bân Lâm Phước, đừng đi đánh góp nữa. Thì ông Trump đồng ý. Ok, nhịn. Tại vì quý vị, ông Trâm chỉ có một cái sở thích duy nhất là mỗi tuần đi đánh góp. Mỗi tuần đi phải dành ít giờ cho ông đi đánh góp. Đó là cái đam mê của ông. Thì bây giờ ông phải tạm thời gác lại cái đam, cái, cái đam mê của mình qua khỏi ngày 5 tới tháng 11 chứng tỏ rằng cái vị nó đang có sự đe dọa tới sinh mạng của ông Trump. Tức là đảng Nhân Chủ bây giờ họ không có cửa thắng. Họ sẽ khai thác bất kỳ một cái cửa nào mà giúp cho họ có thể loại trừ được ông Trump họ sẽ làm. Bất kỳ một cái cửa nào mở ra mà có cơ hội loại trừ ông Trump trong bất kỳ một phương pháp nào, kể cả cái phương pháp ác độc nhất, họ vẫn sẽ làm. Họ vẫn sẽ thúc đẩy. Và các vị thấy mấy ngày nay, là cái khi mà bị chỉ trích và hai vụ ám sát khiến cho họ đã phải xuống tộc. Họ không còn chụp mũ nhiều nữa. Bây giờ họ thách thức những chuyện khác. Thì quý vị thấy rõ ràng là họ thấy rằng cái chiêu mà chụp mũ đã không còn hữu hiệu. Nó không kích động được nữa rồi. Trước đó, trước cái vụ ám sát lần thứ hai quý vị, nó kích động vô cùng. Và ngay sau khi cái vụ ám sát lần thứ hai vừa mới xong, tức là chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ thôi, thì họ lại lên tiếng họ kích động nữa. Nhưng mà họ thấy rõ ràng cái phản ứng của cử tri và người dân hoàn toàn khác biệt. Họ thấy rằng là cái này không xong rồi. Họ thấy là cái này không xong rồi quý vị. Nhưng mà bây giờ họ không còn đường nào hết. Tại vì về chính sách, về nội dung của cái cuộc tranh cử, họ không mơ, họ mơ hồ. Cho tới giờ phút này không ai biết là họ làm cách gì. Chỉ thấy rằng là bà này là đi y trang cái chính sách của Joe Biden thôi. Bà ta không có gì khác biệt với Joe Biden cả. Do đó quý vị, đảng Dân Chủ bây giờ rơi vào tình trạng tôi nói là khủng hoảng. Khủng hoảng về chiến lược tranh cử. Họ tập trung vào Hạ Viện. Và khủng hoảng về cái sự chia rẽ trong cái cuộc chiến tại Trung Đông bây giờ. Nếu như mà từ đây có tới ngày bầu cử, còn hơn 2 tuần nữa thôi, chúng ta thấy rõ các báo động về phía của Do Thái tấn công Iran đã được rõ ra. Chưa biết còn vài ngày nữa là Do Thái sẽ làm. Có điều là Do Thái họ đang cân nhắc. Họ đang cân nhắc làm sao cuộc tấn công trả đũa vào Iran là họ phải chiến thắng về mặt quân sự, tức là đè bẹp làm suy yếu lực lượng quân sự Iran không thể phản kháng được. Và thứ hai, họ phải giành được chiến thắng trên chính trường quốc tế, kể cả tác động vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Do đó, quý vị, từ đây tới ngày đó, ngoại trừ cái vấn đề mà có thể xảy ra là do Thái tấn công trả đũa Iran, chúng ta vẫn vẫn chưa biết được những biến động sau cùng, những biến động sau cùng trước khi có cuộc bầu cử. Quý vị còn nhớ năm 2020, ngày 26 tây tháng 10, thì phía của tờ New York Post đã tung ra cái câu chuyện laptop của Hunter Biden. Đây là cái chiến lược tranh cử và đây là một cái kỹ thuật tung ra vào giờ chót để cho người ta thay đổi suy nghĩ. Thì quý vị, nhưng mà đáng tiếc là cái câu chuyện này đã bị đảng Dân Chủ đè lại bằng cách là nói đây là tin giả của Nga khiến và thúc đẩy tất cả những công ty truyền thông những bạn xã hội trận câu chuyện này lại. Trận câu chuyện laptop nhưng mà nó được tung ra trong cái giai đoạn cuối cùng của cuộc bầu cử. <laughs> Thì tương tự như vậy. Tương tự như vậy, như vậy, hai bên cả Đảng Cộng hòa lẫn Đảng, Đảng dân chủ đều sẽ có những cái uh, uh, lá bài cuối cùng, lá bài chủ, lá bài chủ để tung ra vào giờ chót về nhắm thẳng vào đối thủ, nhắm vào đối thủ của mình. Cho nên từ đây cho tới ngày bầu cử sẽ không có ngoại lệ. Lạng quạng là cái đám uh, mà truy tố ông Trump sẽ tung ra Là, Quảng là những cái à, à, Phán quyết của những tòa án ở New York Sẽ tung ra Rồi à, tất cả họ đều tung ra vào giờ chót Để thay đổi Suy nghĩ của các cử tri Nhưng mà năm nay tình hình khác đi Giống như tôi nói Cử tri không thay đổi suy nghĩ Và chỉ có rất ít Những cử tri chưa quyết định Là nghiêng về phía nào Là bởi vì Số lượng này rất là ít thì bây giờ chúng ta xem coi thật sự Quý vị, đảng Dân Chủ sẽ dở trò gì? Họ sẽ dở trò gì khi cánh cửa mà dùng cái thủ đoạn ác độc nhất loại trừ đối thủ bằng bạo lực ra? Đã bị đóng lại. Tại vì cái mức bảo vệ cho ông Trump bây giờ là tuyệt đối. Mức bảo vệ cho ông Trump bây giờ là tuyệt đối luôn quý vị. Gần như là nó giống như là một tổng thống đương kim thì tôi chưa biết được là đảng Dân Chủ sẽ dở trò gì từ đây cho tới ngày 5 tháng 11. Đó là những gì mà chúng ta thấy được qua cái vụ mà được gọi là có thể là âm mưu ám sát lần thứ ba nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye-bye.